con giờ này mẹ hồng gặp bất hạnh đó, hả? Nghe kìa. Cứ hả? Cứ ở đâu? Đó là mẹ tối không ba, mẹ tối là Thuy nhận. Tối á, tối là liền á, mà có nghe là mẹ này mẹ tối không? Mẹ... Cảm ơn tụi này, tụi mày. Đây. Mày đã luôn như thế mà tuổi lúc bé có tuổi mà cháu có nghe có tuổi cháu mà cháu mày á mà thấy luôn đây cho mẹ cái tiền mà có nghe mày lúc có thấy giúp bọn cứ giúp bọn là thấy mày thấy là bé nói mà có nghe là mà bé chín mà ăn biếu miếu ra
mình chỉ nó ngon. Ừ. Rất khổ lắm mà. Cái này cũng rất ngon nó không xong. Ừ. Mà này nó tôi mới để cái khổ đây em. Nó khổ. Khổ mà. Cố gắng vừa cả em nó xong cái này. Ừ. Chị lại á nó. Ừ. Dài mới chép dài cây mà dài giỏi đó mà dài vậy thấm mới cãi đó dài vậy con này dài cần lát tôi thích đấy mà lát tôi tốt dèo mà này dài mà cần dèo tôi buồn nó dèo ai hà non đắp về á tổ nhiều bạn việc làm bữa hư mà ơi mày vậy à mà trong mà mày xử một tường cái 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 hàn cắn lắm á. Ừ. Nó dây thun mãi cho nó. Chắc là hãy vũ cho gọi. Nên đương nhiên hãy vũ và vũ cá. Hoàng hoàng mình thay nhất trí ạ. Hoàng hoàng nó thết phục à. Hoàng mình mà đam chui mình quá nà. Đây mừng. Một đếch cái hãy vũ. Thay thay. Vũ nó. Hãy vũ hứa ngon đấy. Thay hẳn mà vũ hứa. Cái vũ. Cái vũ. Ý ra mà cái mà thứ cái làm tôi phát không có đấy lúc chưa khổ các cái công ty cái hàng khác gì cái ngô cãi á tôi sẽ ép cái công ty tổ mít cơ giúp bố mẹ này ừ. Để mà để mình thấy là cái ok cái tí à ok tổ mít cơ giúp bố mẹ
Chị Văn về đấy. Mười chín năm giờ này mẹ họ gặp bất an đó. Hả? Nhan gì? Cứ hả? Cứ ở đâu? Để mười họ cho bất an. Dành mẹ hả? Mẹ vừa sai. Mẹ có lúc này hắn. Một lúc ăn này lúc cháu mới có hử quét đó tổ bánh nó quét. Anh này ra chuyện của mẹ mà hết đạo lúc đấy mà không biết chuyện can thiệp mẹ. Phải lúc giúp bộ mẹ giúp bộ ơ can nó mất. Giúp bộ mẹ mà hết đạm đường đạm đang để bài viết thuyền bốc. Mà hết đẻ bốc. Phải một khi hôi như hết đẻ không? Hết đẻ hử? Hết đẻ là anh này hôi sẽ đi chửi. Chắc ăn trà lá. Bác này mà lùng mà lại phứa. Lúc đấy lúc bố thích đó rồi. Mẹ vẫn như hăng. Anh này mẹ đã quyết định nhá, mời bố thích rồi mời hết chả. Hãy mời bố thích vô đây. Mời về hơi đây bây chả. Mẹ đã quyết định ngày lúc mà giúp bộ giá. Bây lúc bố gặp bố vô hả? Bố vô về hơi bây. Bây có lo thử cương hả bây? Mẹ là tối luôn chả, tối luôn lá. Mẹ tối luôn thử chả. Tối á, tối rồi liền á, mà muốn nghe cả mẹ này, mẹ tối không? Mẹ đã quyết định nhá. Tối thử cho mà. Tối là bé, tối luôn. Tối thử cương mà hãy. Thôi thử cương của bác làm được bay. Bay. Cảm ơn người này tôi xuống bác. Bay. 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 Bất tuổi mà cháu không nghe nó có tuổi cháu mà cháu mài á mà hết luôn đây cho mẹ quyết định mà không nghe mày lúc có thấy giúp bộ bố thấy giúp bộ là phải bây giờ là phải cháu mà không nghe là mà phải vì là luôn có thể cháu mà không nghe nó không được rồi.
đau luôn mà. Mẹ hơi đây hơi để phải. Thì khoái. Bây giờ luôn nhưng mà là giỏi tép lúc bấy rồi.